bọ vòi voi vốn muốn đục một lỗ, nhưng làm thế nào cũng không rút vòi lên được. Bọ đực mừng rỡ, độc thân 30 năm, chỉ đợi ngày hôm nay, nhân lúc đối phương còn đang vùng vẫy, nó âm thầm tiến lại gần, thấy đối phương thật sự không rút vòi ra được, bọ đực yên tâm hành động, bọ cái rất vui vẻ, trúng kế rồi, vừa nãy tôi chỉ giả vờ thôi, thực ra là, dụ anh cắn câu đấy. Không nói hai lời, cõng theo bọ đực chạy thẳng về nhà, đợi sau khi thành công thụ thai, bọ cái bắt đầu đục lỗ mới, đợi đục đủ rồi, lại chầm chầm rút vòi ra, sau đó quay mông lại nhắm chuẩn cái lỗ vừa đục, dùng sức một chút, đã đẽ xong rồi, cuối cùng dùng mật bọc kín lỗ lại, dùng chân thử độ dính, vậy là đã hoàn thành xong chuyện sinh đẻ, cảm tình vợ chồng nhà bọ cũng kết thúc ở đây, dương cánh ra, hoàn toàn chia tay với bọ đực. Tuy tình yêu của bọ vòi voi vừa đơn giản vừa nhanh gọn, thế nhưng nó lại khiến sóc bảo vệ cây sồi cực kỳ đau đầu. Mặc dù cây sồi này kết được không ít quả, nhưng cũng không thể để bọ vòi voi phá hoại như vậy được, tất cả biến thành phòng sinh rồi. Vì vậy, chỉ cần phát hiện ra bọ vòi voi sắp đẻ trứng, sóc sẽ rung cành cây, làm bọ vòi voi rơi xuống vực. Thú vị chưa? Cho ngã chết luôn.